Anh em ơi, thử test nước nhá. Anh em có dám không? Mấy chục triệu của mình đấy. Nào, thả luôn này. Wow, uầy. Này anh em nhìn này. Uầy, vẫn quay được bình thường nhá. Này, đang ở trong nước đấy nhá này. Nhìn này, đấy. Wow, test nước. Đấy, anh em thấy không? Anh em muốn mình làm cái gì nó gọi là hardcore hơn nữa đi, hãy comment ở phía dưới nhá. Mình sẽ làm những cái video thử thách nó khủng khiếp hơn là test nước nữa cơ. Galaxy Z Fold 3 hãy cùng bắt đầu với mình ngay trong video ngày hôm nay. Xin chào các bạn, mình là Dương Dê. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Trên mình bây giờ đang là chiếc điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 3 và toàn bộ hộp phụ kiện của nó ở đây. Rất là may mắn khi ngày hôm nay Xiaomi đã cho mình mượn cái xảo này để mà mở hộp ra để mình có luôn cả hộp cho các bạn nhé. Và cái Galaxy Z Fold 3 ấy là một cái chiếc điện thoại mà nó đã thay đổi quá nhiều so với cả Galaxy Z Fold 2. Thứ nhất đó là giá bán của nó đã dễ tiếp cận hơn rất là nhiều rồi. Thứ hai nữa đó là cái Galaxy Z Fold này nó sẽ hỗ trợ cả cây bút nữa. Nó sẽ có thêm kháng nước kháng bụi này. Nó mỏng hơn, nhẹ hơn. Đấy, nó được trang bị cái loại kính mới xịn sò hơn này. Rồi là nó có một cái con chip mới Snapdragon 888, có camera ẩn bên trong màn hình. Đây các bạn có thể nhìn thấy luôn ở đây. Rồi là rất nhiều những thứ thay đổi khác nữa. Vậy những thứ thay đổi đó là gì? Hãy cùng bắt đầu với mình ngay trong video ngày hôm nay. Mình thì mình làm sao các bạn khác, nhưng mà mình nghĩ là mình sẽ làm rất là chi tiết cho các bạn. Đó, rồi. Đầu tiên chúng ta sẽ đến với cả cái hộp kia đã. Cái phiên bản mà mình đang cầm ở trên tay này là phiên bản RAM 12, bộ nhớ trong 256, cũng rất là thoải mái cho chúng ta trong quá trình sử dụng. Tất nhiên là nó sẽ có thêm phiên bản 512 nữa, nhưng mà mình nghĩ là với mình thì 256 là quá đủ rồi. Đấy, rồi cái SIM này thì bọn mình đã bóc ra trước rồi nhé. Đây, bên trong hộp thì chúng ta sẽ có que chọc SIM này. Chúng ta sẽ có cái gì nữa đây? Liệu có ốp lưng không nhỉ? Không, chúng ta sẽ có một sợi cáp chuẩn Type-C to Type-C. Và chúng ta sẽ có sách hướng dẫn sử dụng ở đây. Hơi đáng tiếc là chiếc điện thoại này lại không có bất kỳ một cái phụ kiện nào nữa. Đấy, thực ra là đây là cái cách mà Samsung họ đã cắt giảm từ cái dòng Galaxy S21 series cơ. Đấy, và đến bây giờ thì họ cũng cắt giảm như này luôn. Đấy, tất nhiên là lý do thì không biết là có phải bảo vệ môi trường hay không. Đấy, nhưng mà đại loại là bị cắt giảm đi là người ta đã không thích cái đã, được chưa nào? Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với nhân vật chính của ngày hôm nay, chiếc Galaxy Z Fold 3. Quay trở lại với Galaxy Z Fold 3 5G thì điều đầu tiên khi mình cầm cái xảo này trên tay đó là nó đã nhẹ hơn so với cả Z Fold 2 rồi. Cái khối lượng của nó bây giờ rơi vào khoảng 271g, nghĩa là nhẹ hơn khoảng 11g so với thế hệ cũ. Thế tại sao cái xảo này nó lại nhẹ hơn như thế? Bởi vì là năm nay Samsung đã trang bị lên đây một cái loại nhôm cứng hơn nhưng mà lại nhẹ hơn. Đấy, đó là nhôm Armor Aluminium. Và mặc dù về thông số các bạn chỉ cảm thấy rằng là nó nhẹ đi 11g, nhưng mà cái cảm giác thực tế khi mà cầm vào thì chúng ta đã cảm thấy là nó đỡ nặng hơn rất là nhiều rồi. Và thêm một cái điểm nữa đó là cái độ mỏng của cái xảo này nó cũng được tối ưu hơn so với thế hệ trước. Chính xác ra nếu mà gập vào như này chúng ta sẽ gọi là độ dày đi. Đấy, thì về độ dày khi chúng ta gập vào như này thì nó sẽ rơi vào khoảng 16mm. Thế hệ cũ thì nó sẽ là 16,8mm. Các bạn đừng tưởng là giảm 0,8mm là ít nhá, bởi vì với cái công nghệ bây giờ thì giảm như thế đã gọi là quá tốt rồi. Và thêm nữa đó là khi mà chúng ta mở ra như này thì đối với cả cái thế hệ cũ ấy thì cái phần độ mỏng này nó sẽ rơi vào khoảng 6,9mm. Thì sang cái thế hệ mới này, Samsung đã làm cho cái độ mỏng này chỉ còn là 6,4mm mà thôi. Nghĩa là cái độ dày này rồi là độ mỏng các thứ này đều tốt hơn. Kèm theo đó nữa là cái khối lượng thì nó nhẹ hơn, nên là nó sẽ giúp cho chúng ta có một cái cảm giác cầm nắm tốt hơn rất nhiều. Đấy. Và cũng có một số bạn hỏi mình là khi mà chúng ta gấp vào như thế này thì liệu nó còn xảy ra cái hiện tượng là một bên to và một bên bé hay không? Thì câu trả lời là vẫn có nhé. Đây, nghĩa là sao? Nghĩa là cái phần bản lề này này thì cái phần này nó vẫn tương đối là dày. Đấy, tuy nhiên là khi chúng ta gấp vào đây thì cái phần này thì nó sẽ bé hơn một tí. Đấy, các bạn hình dung được không? Nghĩa là nó sẽ có một cái bên to và một bên bé như này. Cái này là cái điều mà chúng ta phải chấp nhận thôi, chứ cũng không thể nào mà tránh được. Đấy, tất nhiên là sau này nhà xuất thì họ sẽ làm sao và tối ưu để cho nó càng ngày càng tốt lên thôi. Về cái loại kính cường lực được trang bị trên này thì nó cũng sẽ là những loại kính cường lực xịn sò nhất bây giờ rồi. Kính cường lực Gorilla Glass Victus luôn nhé các bạn nhé. Là ở cả mặt trước này cũng như là ở bên mặt trong này thì họ cũng trang bị cái loại kính cường lực đó. Đấy, tuy nhiên là bên mặt trong này thì họ cũng đã giải thích đó là cái kính ở bên trong này thì nó sẽ mỏng hơn rất nhiều. Đấy, nó là một cái loại kính tráng siêu mỏng ở bên trong này. Nhưng nó là kính ấy nhá, nghĩa là về cái chất liệu thì các bạn hoàn toàn thể yên tâm. Đấy, còn ở bên trong màn hình năm nay ấy, thì cái điểm mà mình thích nhất ở đây là gì? Đấy là cái phần G ở cái nếp gấp ở giữa này này thì nó đã đỡ hơn so với thế hệ cũ rồi. Tất nhiên chúng ta vẫn có thể nhìn thấy những nếp gấp như này, nhưng mà ít nhất bây giờ thì nó cũng đỡ hơn, nghĩa là trông cảm giác đỡ bị lõm hơn so với cả cái thế hệ cũ. Và cái phần màn hình ở bên trong này thì nó cũng sẽ làm để tương thích
với cả cây bút mới bây giờ. Năm nay thì Galaxy Z Fold 3 thì họ hỗ trợ thêm cả cây bút, cái điều mà Z Fold 2 không có. Đấy, và cái dòng này thì nó cũng sẽ có hỗ trợ cái tiêu chuẩn kháng nước kháng bụi, đó là IPX8. Đấy, cũng nhiều bạn thắc mắc là tại sao không ghi là IP68 hay là các thứ ấy. Nhưng mà mình nghĩ là có thể là cái số đầu tiên, ví dụ như trong số 68 thì cái số 6 nó là kháng bụi, còn số 8 thì nó là kháng nước. Các bạn hình dung được không ạ? Đấy, vậy nên là bây giờ cái dòng này thì nó sẽ có kháng nước thôi chứ như không có kháng bụi thì phải. Nên là nó sẽ ghi là tiêu chuẩn là IPX8 là như thế. Tuy nhiên là các bạn cũng không cần quá lo lắng đâu, bởi vì là cái tiêu chuẩn IPX8 này thì về cái kháng nước thì nó giống hệt với tiêu chuẩn IP68 thôi, nghĩa là nó có thể ngâm được trong độ sâu 1,5m trong vòng 30 phút. Đấy, và khi mình mở cái màn hình này ra thì các bạn sẽ nhìn thấy luôn, đấy là cái dòng này nó sẽ có camera ẩn bên trong màn hình này đây. Đấy, các bạn nhìn thấy không? Đây, cái chỗ pixel ở đây là chúng ta nhìn thấy rất là rỗ này, và chúng ta có thể phân biệt được. Cái cách làm này của Samsung thì về mặt cảm quan, nếu mà chúng ta bật những cái nền đen lên thì chúng ta sẽ cảm thấy nó đỡ hơn. Đấy, tuy nhiên là nếu chúng ta bật nền những cái nền trắng như này thì chúng ta sẽ nhìn thấy nó rất là rõ, và cái điều này khiến cho mình liên tưởng đến cái cách làm ở trên những cái sở rẻ tiền hơn, ví dụ như là ở trên Vsmart Aris Pro này, hay là ở trên ZTE Son 20 5G. Tất nhiên là cái camera selfie ở bên trong này thì chất lượng nó tốt hơn rất nhiều so với những sản phẩm đó, nhưng mà rõ ràng là với việc để điểm ảnh rỗ như này thì chúng ta nhìn vào chúng ta cũng sẽ cảm thấy nó hơi gợn một tí, đúng không nào? Kể mà Samsung họ làm giống như kiểu là Mi Mix 4 ấy, nghĩa là cái mật độ điểm ảnh bên trong này nó hòa quyện luôn với cả màn hình thì nó sẽ tốt biết mấy. Được chưa? Rồi, bây giờ thì mình sẽ thử luôn cái chất lượng camera trước nhá. Đây là cái chất lượng camera trước của cái sản phẩm này. Đây là mình đang quay ở trong cái điều kiện rất ngược sáng luôn đây này, các bạn nhìn này. Đây là điều kiện rất ngược sáng nhá. Ở phía sau của mình là một cái bóng đèn Kino này. Ít nhất là mình cảm thấy là như thế này là ổn rồi. Đấy. Còn khi chúng ta bật cái camera selfie này lên thì các bạn sẽ nhìn thấy là nó sẽ đen xì ở đây luôn này. Các bạn nhìn không? Đấy, chúng ta sẽ nhìn thấy rõ luôn một cái nốt ruồi ở đấy. Được chưa? Còn mình cũng chia sẻ luôn, đấy là với bản thân mình, khi mình sử dụng cái chiếc điện thoại này thì mình sẽ chỉ sử dụng cái camera này vào mục đích video call thôi. Chứ còn nếu mà chúng ta chụp ảnh selfie ý, thì khuyên thật các bạn luôn là chúng ta cứ sử dụng cái camera selfie ở bên ngoài này, nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Đây, các bạn nhìn này, tốt hơn hẳn luôn này. Các bạn nhìn thấy chưa? Đấy, camera selfie ở bên ngoài này tốt hơn hẳn luôn. Bởi vì sao? Bởi vì là nó không bị che bởi bất kỳ một cái điểm ảnh nào cả. Được chưa? Đấy, thì đấy là cái cách mà mình sử dụng. Quay trở lại với phần màn hình thì bây giờ mình sẽ gấp vào, mình sẽ thử mở ra bằng một tay xem nó như thế nào nhá. Đây, đấy, mở ra bằng một tay thì vẫn rất là khó khăn. Đấy, mình cũng nói luôn là vẫn rất là khó khăn. Tuy nhiên, nếu mà so với thế hệ cũ thì gần như là mình không thể mở được, thì sang thế hệ mới này thì mình vẫn có thể mở được. Đấy, tuy nhiên là mình khuyến cáo các bạn là không nên mở một tay. Tại sao lại như thế? Bởi vì là nếu mà chúng ta mở một tay như này thì cái phần tay chúng ta nó sẽ di vào cái phần màn hình như này, và về lâu về dài rất có thể màn hình chúng ta sẽ bị hỏng. Đấy là mình khuyên các bạn là không nên mở một tay. Đối với cả cái dòng Fold này thì tốt nhất là chúng ta cứ mở hai tay như này cho mình, tội gì đúng không nào. Và tiện thể khi mà mở màn hình ra thì mình cũng sẽ nói luôn, đấy là về cái tấm nền ở bên trong này thì nó cũng không khác mấy so với thế hệ cũ đâu. Màn hình chúng ta vẫn sẽ có kích thước là 7,6 inch, độ phân giải sẽ là 2208 x 1768 pixel. Tuy nhiên là cái phần mặt trước này thì cái màn hình nó chiếm tới là 88,8% diễn tích mặt trước, còn thế hệ cũ thì là 88,6%. Nên mình nghĩ là cái nguyên nhân chính nó sẽ đến từ cái phần ẩn của cái camera bên trong màn hình này thôi. Còn lại cái sự khác biệt ở đây là gì? Đấy là cái sự khác biệt đến từ cái phần màn hình phụ ở đây này. Thực ra chúng ta nói là màn hình phụ thôi, nhưng mà cái màn hình này sẽ là cái màn hình mà chúng ta sẽ sử dụng nhiều nhất. Đấy, cái màn hình ở bên ngoài này thì nó sẽ có kích thước là 6,2 inch, độ phân giải sẽ là 2268 x 832 pixel, nghĩa là độ phân giải của nó tăng lên so với thế hệ cũ, và tỷ lệ màn hình của nó rất là dài luôn nhé các bạn nhé. Nó tỷ lệ màn hình sẽ là 25:9, nghĩa là thậm chí còn dài hơn cả tỷ lệ 21:9 cơ. Và tất nhiên rồi, với việc các bạn xem những video, hầu hết các video như bây giờ, thì nếu mà xem ở màn hình bên ngoài này thì nó sẽ có những giải đen, kể cả xem ở bên trong cũng thế. Cái màn hình này thì được nâng cấp lên, thứ nhất là tấm nền của nó là tấm nền Dynamic AMOLED thay vì Super AMOLED, và thứ hai nữa đó là nó có tần số quét là 120Hz thay vì tần số quét là 60Hz giống như thế hệ cũ. Và khi chúng ta trải nghiệm ở bên ngoài này, chúng ta sẽ cảm thấy rất là mượt mà, và nó đồng bộ hóa cái tần số quét ở bên ngoài này với cả cái bên trong này. Đấy, nó sẽ giúp cho chúng ta không có những cái sự trải nghiệm nó khác biệt mấy. Đấy, ví dụ như là ngày trước chúng ta đang dùng 120Hz ở bên trong này đang sướng, thì tự nhiên ra cái ngoài màn hình này thì chúng ta lại chỉ sử dụng được 60Hz thôi, thì nó hơi đáng tiếc. Thì bây giờ chúng ta có thể sử dụng được đồng thời 120Hz với cả hai màn hình rồi. Một cái sự thay đổi nữa mà mình nghĩ là cũng rất là đáng giá, đó là cái sự thay đổi về mặt hiệu năng. Đấy, bây giờ thì cái phiên bản mới là nó chạy con chip Snapdragon 888. Tất nhiên cũng nhiều bạn nói là ở thế tại sao nó không trang bị chip 888 cộng giống như là Mi Mix 4. Thế thì cũng chia sẻ với các bạn luôn, đấy là những cái sản phẩm như thế này thì chắc chắn là Samsung họ phải phát triển từ trước đó rất lâu rồi. Và với cái việc phát triển từ trước đó rất lâu thì sẽ không thể có con chip 888 cộng cho các bạn được.
Đấy, thì đấy cũng là cái mà mình muốn chia sẻ thêm. Đấy, tuy nhiên là năm nay với việc Samsung họ bỏ đi dòng Note ý, thì gần như là chúng ta sẽ không phải lăn tăn xem là việc là mua chip AC Note hay là mua chip Saturn, mà bây giờ mặc định với những sản phẩm flagship này của Samsung, chúng ta đã được những cái con chip Saturn mạnh mẽ nhất thế giới bây giờ rồi, gần như là như thế. Đấy, không thứ nhất thì cũng là thứ nhì, đúng không ạ? Còn tất nhiên ngày xưa thì nếu các bạn muốn mua những sản phẩm chạy chip Saturn của Samsung thì các bạn có thể mua Galaxy S20 FE này hay là Galaxy Z Fold 2. Đấy, tuy nhiên là thời điểm đó thì Galaxy Z Fold 2 giá nó rất là đắt, nhưng bây giờ thì giá sản phẩm này nó đã rẻ hơn rất nhiều rồi. Cũng chia sẻ với các bạn luôn, đấy là nếu các bạn mua hàng tại Sellnet qua cái đường link mà mình đã để phía dưới phần mô tả của video, các bạn không lấy quà thì giá chỉ còn ba mấy triệu đồng thôi. Tất nhiên thời điểm này thì mình sẽ không thể nói được giá chính xác của sản phẩm này là bao nhiêu đấy, nhưng mà chỉ ba mấy triệu đồng thôi, và nó đã dễ tiếp cận hơn so với cả mức giá 50 triệu ngày xưa rồi. RAM ROM thì cũng rất là thoải mái luôn nhé. RAM 12 bộ nhớ trong 256, và nó cũng sẽ có thêm phiên bản nữa là RAM 12 bộ nhớ trong 512, và thể đồng ghi bộ nhớ trong là sẽ là UFS 3.1, nghĩa là tất cả những thông số về hiệu năng của sản phẩm này thì thực sự là quá ấn tượng rồi. Tuy nhiên về phần camera thì mình cảm thấy hơi đáng tiếc một chút, khi mà camera thì nó cũng không có sự thay đổi so với cả thế hệ cũ, có chăng là nó sẽ tinh chỉnh về mặt ngoại hình như này thôi. Chính ra là mình thấy là cái ngoại hình này trông nó gọn gàng hơn và nó đỡ rườm rà hơn so với thế hệ cũ đấy. Về camera thì nó sẽ có một camera chính có độ phân giải là 12 chấm, khẩu độ lens 1.8, tiêu cự là 26mm. Camera tele thì sẽ là 12 chấm, khẩu độ là f2.4, tiêu cự là 52mm. Đây sẽ là tele 2x nhé. Nó sẽ có thêm một camera góc siêu rộng có độ phân giải cũng là 12 chấm, khẩu độ f 2.2, tiêu cự là 12mm và góc chụp là 123 độ. Chính ra là cái camera này trong cái quá trình mình trải nghiệm thì nó sẽ xem với cả camera của Galaxy Note 10 cộng đấy, và nó cũng không có sự thay đổi mấy so với cả camera của Z Fold 2 đấy, nên là mình cảm thấy cái đây sẽ là một cái điểm đáng tiếc đấy. Tuy nhiên là mình nghĩ là những sản phẩm này thì gần như là họ đã phát triển từ trước đó rất là lâu rồi, nên là chúng ta sẽ không thể có được những cái cụm camera nó xịn sò giống như kiểu là Galaxy S21 cộng được. Còn cái camera trước ẩn bên trong màn hình thì độ phân giải của nó sẽ là 4 chấm các bạn nhé. Còn cái camera selfie ở bên ngoài này thì độ phân giải của nó sẽ là 10 chấm, nó cũng không sự thay đổi so với cả thế hệ cũ đâu. Loa thì vẫn sẽ là loa kép stereo luôn các bạn ạ. Một loa ở phía dưới này và một loa ở phía trên này. Phía dưới này chúng ta sẽ có thêm một cái cổng sạc chuẩn USB Type-C nữa. Chiếc điện thoại này thì cũng sẽ không có jack cắm tai nghe 3.5, chúng ta sẽ sử dụng ở bên ngoài. Như mic thì gần như là ở khắp nơi luôn này. Mic ở đây có một cái này, ở phía trên này thậm chí là có 1, 2, 3 cái luôn này. Phía sau này thì không có. Đấy, nhưng mà mic thì thực sự là ở rất nhiều nơi luôn. Đó. Rồi vân tay thì chúng ta sẽ có vân tay ở bên cạnh hông như này nhé, và chúng ta sẽ có phím tăng giảm lượng ở đây, khai sim thì ở đây. Đó. Rồi và chúng ta sẽ nói tiếp về những cái sự thay đổi nữa nào. Ví dụ như là Bluetooth sẽ là Bluetooth 5.2 thay vì 5.0, thì đây sẽ là một điểm mà mình nghĩ là cần phải có thôi. Tuy nhiên một cái điểm mà mình lăn tăn ở trên cái điện thoại này đó là viên pin của nó chỉ rơi vào khoảng 4.400, nghĩa là cắt giảm đi 100mAh so với thế hệ cũ. Tất nhiên là về mặt tối ưu thì họ cũng sẽ phải tối ưu tốt hơn đấy. Tuy nhiên là mình nghĩ là với viên pin 4.400 mà nó phải gánh một cái màn hình ở bên ngoài cũng như là một cái màn hình rất là lớn ở bên trong như này, thì chắc chắn một ngày chúng ta phải sạc 2 lần, bởi vì là cái thế hệ cũ mình đã sử dụng rồi, một ngày mình phải sạc 2 lần, và đấy là cái điểm mà mình nghĩ là cũng nhiều bạn lăn tăn đấy. Còn lại thì hỗ trợ sạc thì nó cũng sẽ hỗ trợ sạc là 25W và sạc không dây là 11W nhé các bạn nhé. Còn cái sạc ngược không dây thì nó sẽ rơi vào khoảng 4.5W. Cái chiếc điện thoại này thì hỗ trợ cây bút, và nếu các bạn muốn sử dụng cái cây bút ý, thì chúng ta sẽ phải sử dụng kèm theo một cái ốp lưng nữa. Đấy, và mình nghĩ là với việc bỏ thêm tiền để mua bút hay là mua ốp lưng nữa thì có thể là nhiều bạn các bạn sẽ cảm thấy không thích điều này, vì giá tự nhiên nó sẽ bị đội lên một tí. Đấy, tuy nhiên là mình nghĩ là nếu mà bạn nào không thích thì chúng ta cũng không nhất thiết phải cần đâu, bởi vì là đôi khi có những cái mà không có thì cũng chả làm sao cả. Đấy, ví dụ như là ngày xưa mình cũng dùng dòng Note ấy, nhưng mà có mấy khi mình lấy bút ra mình sử dụng đâu mà. Và hiện tại thì mình sử dụng những cái bút cũ để sử dụng trên cái dòng sản phẩm này thì nó không sử dụng được nhé các bạn nhé. Thì hôm sau có bút thì mình sẽ nói chi tiết hơn. Ok, còn bây giờ thì mình đang quay selfie luôn nhé. Quay video bằng camera selfie ở phía mặt trước này của chiếc điện thoại Samsung Galaxy Z Fold 3 để cho bạn xem là cái chất lượng thu âm cũng như là chất lượng quay video của sản phẩm này như nào. Đấy, còn đánh giá thì tất nhiên các bạn sẽ là người xem, các bạn sẽ thấy được luôn. Đấy, và cái với cái việc là cái màn hình này nó gập lại thì tất nhiên rồi, chúng ta có thể để cái phần phía dưới này là các cái phím để chúng ta có thể thao tác được, ví dụ như là dừng lại hay là power hẳn lại luôn này, rồi là chúng ta có thể chuyển đổi các cái camera, cả camera trước lẫn camera sau các thứ này, rồi chúng ta có thể chia đôi màn hình đấy, rất nhiều thứ, rồi tạo các cái cửa sổ nhỏ bên trong này đấy. Cũng nhiều bạn hỏi là không biết là cái màn hình lớn thì chúng ta sẽ làm gì đấy, thì chúng ta sẽ làm đến cái đó thôi. Còn cái việc là chuyển giữa màn hình lớn ở bên trong này với cả màn hình bé ở bên ngoài này thì thực ra là nó cũng giống như thế hệ cũ thôi, mình cũng không muốn nói sâu và đó làm gì cả đấy. Còn bây giờ thì các bạn sẽ trải nghiệm cái camera selfie trước đấy. Những cái sản phẩm camera ẩn bên trong màn hình trước kia ấy, thì nó bị một vấn đề đấy là cái quay ngược sáng của nó rất là tệ. Đây thì ở đây mình cũng quay luôn ngược sáng đây, các bạn nhìn ở phía sau này, cái bóng đèn Kino của mình là rất sáng luôn đấy nhá, cực kỳ sáng luôn.
Đấy thì để cho bạn thấy là cái chất lượng của nó như nào. Đấy và đây là mình cũng quay ở bên trong bóng đèn ở bên trong phòng đấy nhá. Được chưa ạ? Ok. Đó. Và các bạn có thể tham khảo qua giá bán của cái sản phẩm này tại website của Cellnet. Hiện tại thì Cellnet đang cho bạn đặt hàng trước cái sản phẩm Samsung Galaxy Z Fold 3 cũng như là Z Flip 3. Đấy anh em có thể đặt hàng trước. Và mình cũng nói luôn đấy là nếu mà không lấy quà thì giá cuối cùng trừ đi nó sẽ rất là rẻ. Nếu xét trên cùng một tham chiếu bộ nhớ trong là 256GB thì nó không đắt hơn mấy so với iPhone 12 Pro Max bản 256GB đâu. Ok, cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.